Hello, Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món cá, đó là cá chép chiên tương. Và bạn mình đã hướng dẫn cho mình làm, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cách của bạn mình làm như thế nào để các bạn có thể nấu một món ăn ngon cho gia đình mình nha. Cá thì các bạn cắt khứa cho nó thấm nha các bạn. Còn sả thì các bạn băm nhuyễn, bún tàu thì ngâm nước lạnh trước cho nó nở. Còn đây là mộc nhĩ sắc miếng nhỏ nhỏ tùy gia đình mình và một chén nước mắm thần thánh của mình. Khi mà chảo dầu sôi lên, đủ độ nóng nó sôi lên rồi thì các bạn bỏ sả vào và phi cho nó thơm lên, nó có màu vàng á. Nó có màu vàng chứ không khét nha, nhớ điều đó nha. Màu vàng giống như mình nè. Thì lúc đó cái mùi rất là thơm luôn. Và các bạn tiếp theo các bạn đổ cho mình là tương hộp vô, hết một hũ tương hộp luôn. Tại vì con cá của mình là gần 2kg nên mình làm hết một hũ tương hộp luôn. Mình bỏ đường vô. Sau khi đảo một chút xíu thì mình cho mộc nhĩ vào luôn. À, bỏ chung hết luôn hả? Rồi giờ mình bắt bếp lại đúng không? Đúng không Nguyên? Cho mộc nhĩ vô đảo đều luôn nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cái mùi nó bay lên rất là thơm luôn các bạn ơi. Đang đói mà vô làm cái này với bạn của mình, trời ơi. Nêm đường, nêm đồ vô đường. Chảy nước miếng luôn á. Nêm đấy chị, đầu bếp chị nêm đi. Thưa hồi em không biết nêm, chị chửi em chết luôn. Nêm một muỗng cà phê. Cho một muỗng cà phê đường vô đường. Chứ. Ê, muỗng mà ít quá Nguyên này. Quá, nhìn hấp dẫn quá. Một thìa cà phê hạt nêm cà no nha các bạn. Cà no. Các bạn thêm đường rồi. Bột ngọt là nửa muỗng nha, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp tục mình bỏ nấm vào xào sơ. Và các bạn bỏ nấm vô, mình thích ăn cái nấm này nè, nó ngon. Nó nhỏ, nó ăn đã lắm. Tiếp theo mình nhấc cái chảo đó ra và cho chảo khác vô. Mình phi dầu lên và cho tỏi vô cho nó thơm. Tiếp tục khi mà tỏi đã thơm, đã vàng lên rồi á, thì bắt đầu mình đổ cái món mà hồi nãy mình xào đó, cái hỗn hợp hồi nãy mình xào lên cái chảo kia, mình đổ vô cho nó thơm, trộn đều lên. Tắt bếp rồi, giờ bật lên phải không? Lần thứ hai công đoạn như vậy. Và bây giờ bắt đầu mình bỏ con cá vô nha. Rồi, giờ bỏ xào cá. Cho nó hơi chín chín một xíu. Rồi để nguyên một cái em cá bự cho bá lửa vô luôn. Cái nước nó ra như vậy rất là ngọt luôn. Ồ, các bạn thấy con cá của mình bự vừa cái chảo luôn, nó ghê chứ. Mình đã khứa hồi lúc nãy rồi đó. Giờ các bạn múc lên, đó, tắm cho em ấy. Tưới nước lên người em. Tưới lên đầu, tưới lên đuôi, tưới lên hết mình luôn. Lâu lâu chị em tắm tin bữa ha. Người ta tắm với nước hoa hồng, còn mấy em là tắm với nấm. Các bạn lật qua như mình nha. Và nếu các bạn rảnh, các bạn cứ đứng tưới như vậy cho mình. Nhưng mà cũng đừng có làm nhiều nó sẽ không ngon cái nước súp. Nhà bạn nào có cái nắp bung lớn thì mình đậy lên. Quên là nửa lít dừa nha các bạn. Các bạn cho mình. Chứ không phải là nước nha, nửa lít dừa nước nha. Thì nước dừa nó mới thơm. Cho nó đều nước vào xuống lên. Tại con cá mình được quá. Mình chen cái đầu, cái đuôi của nó. Mình sợ nó không chen đều á. Tắm từ trên tắm xuống. Tắm từ dưới tắm lên. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Mà mình bật mí cho các bạn là các bạn làm theo cách này của bạn mình đi, rất là ngon luôn. Bạn mình là nấu rất là ngon món này luôn. Nên là mình đang học hỏi các bạn đó. Nên mình sẵn hôm nay mình cho các bạn xem luôn cái cách mà bạn mình nấu đó. Rồi bắt đầu chúng ta nấu nha. Rất là đơn giản. Rồi các bạn rảnh thì các bạn cứ tưới cho em ấy, tắm cho em ấy từ đầu. À còn một cách nữa là hồi nãy mình quên nói cho các bạn biết là tóc mỡ đó các bạn. Tóc mỡ với thịt ba chỉ á. Thấm
tóc mỡ trước đi, các bạn sắc nhỏ ra xong các bạn trước khi sắc các bạn luộc sơ lên rồi các bạn sắc muốn cho nó giòn tóc mỡ thì các bạn phải luộc sơ qua cái tóc mỡ. Sơ qua miếng mỡ mình mua ngoài chợ về mình sắc ra rồi đó. Luộc sơ qua bắt đầu các bạn chiên thì nó rất là giòn luôn. Và các bạn để vào trong khi mà gấp con cá ra thì các bạn để tóc mỡ vô nè. Rồi nếu mà bạn nào thích nữa thì thịt ba chỉ của mình đó các bạn cũng sắc nhỏ 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 luộc sơ qua và các bạn chiên lên. Sau khi chiên lên nó giòn lên các bạn để chung vô ăn, trời ơi tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hôm nay mình quên cần cần tây vô nha. Mình giới thiệu cho các bạn đó, bây giờ là cá của mình sắp xong rồi. Vào trước nha. Sau 30 phút nha các bạn. Tại vì mình không có cái nắp vung á nên sau 30 phút là món cá của mình. Sau đó chuẩn bị sắp chín rồi nha. Hành tây vô. Mùi thơm. Hành nha, hành tây mình bỏ vô nha. Tại vì cái hành tây này nó cũng nhanh chín nên là không cần để vô sớm. Khi cá chín thì mình để vô cho nước nó thấm và tiếp theo cái độ giòn của nó mới ngon. Bún tàu. Khi mà đã ok xong hết rồi, chín xong hết rồi thì các bạn bỏ bún tàu. Bún tàu của mình ăn bao nhiêu thì mình bỏ vô. Mình hấp dẫn chưa? Đây bây giờ mình đã xong cái món này rồi, bây giờ chúng mình bắt lên dĩa nha các bạn. Khách đến nhà các bạn có thể làm món này để đãi khách nha. À còn một món nữa, tóc ăn làm gì mà ngon nữa. Món này thì có thể ăn kèm với bún hoặc là cơm tùy gia đình các bạn nha. Hoặc là các bạn ăn không với rau sống cũng được. Đầu không có cái lo đuôi. Đây nha các bạn, chút xíu mình bỏ cần tây. Trong nấm này là có nấm rơm, nấm tuyết rồi, và cái nấm nấm gì dài đó mình cũng quên tên. Cứ bỏ đi, không sao đâu. Tất cả các loại nấm thì các bạn thích ăn nấm nhẹ đạo bỏ rau. Nấm đó. Cần tây các bạn sắc khúc ra như vậy, các bạn bỏ vào trong. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nè? Nước quá không ta, chắc vậy được. Ngon lắm luôn. Đây đưa đũa đi chị. Dí cái hành này xuống nha các bạn. Dí nó xuống dưới. Không cho nó ngóc đầu lên. À. Này là bạn mình nha. Bạn mình nấu rất là ngon đây. Mình chỉ đứng chụp hành thôi nha các bạn. Để thêm ăn thêm nước cho ngon. Thêm một xíu nữa, xíu nước nữa nha các bạn. Mình cứ nêm nếm cho nó hợp khẩu vị với gia đình mình. Đó là sao? Rồi, mình chuẩn bị bắt ra dĩa thôi các bạn ơi. Mình chuẩn bị một cái dĩa trắng rồi nha. Đổ các bạn, đổ nước sôi đây nha. Bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức tâm một món ăn, mình sẽ bỏ ra dĩa. Rồi mình rắc tiêu lên nè. Rồi và thành quả của mình đã xong rồi các bạn ơi. Đây là một con cá chép chiên tương rất xung quanh là ngon, mình rất chỉ ớt lên. Ở phía trên các bạn biết gì không? Đây đây là tóc mỡ nha, tóc mỡ sắc nhỏ xong đó, tóc phi cho nó giòn lên không? Rồi tiêu mình tóc rắc mỡ lên ba chỉ mình, đó, là mình rửa lên. Mọi người thấy ngon không? Đẹp không? Wow. Và đây một dĩa ớt dẫn và các bạn ai thích ăn ớt thì sống có thể bỏ ớt vô và ăn kèm với rau sống nha cả nhà. Nếu mà bạn nào không thích ăn bún không thích ăn cơm mình ăn với rau sống không cũng rất là ngon luôn. Ngon quá xá thì thôi. Và cảm ơn đã theo các bạn đã theo dõi cái video clip nấu ăn này của mình. Ngon cá chép chân tương luôn. Nói mà chạy nước miếng luôn á. Okay, các bạn mà thấy video này hay, cách nấu này luôn, hay, ngon nha, hoặc là bạn nào chưa biết nấu thì có thể nấu theo mình, tại mình cũng mới nấu lần đầu, học theo bạn mình đây. Bạn mình chỉ rất là ngon luôn. Cảm ơn nấu các bạn mà có đồ bếp theo dõi video nha, các bạn. Clip này của mình ngon lắm luôn. Hy vọng các bạn sẽ hy vọng là mọi người sẽ thích và cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh của mình để có thêm nhiều video mới các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Chúc cả nhà ngon miệng và đăng ký kênh của mình để theo dõi mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Bye bye.